tất cả quý vị, các bạn đọc của báo Tuổi Trẻ, một năm mới với một sức khỏe dồi dào để làm chi, để mà mình cố gắng bắt đầu mình làm lại, mình bắt đầu lại với những gì mà năm 2021 đã lấy đi của mình. Thì năm nay mình sẽ làm lại và mình sẽ phải làm hơn như vậy nữa. Chúc tất cả quý vị no ấm, bình an, hạnh phúc. Xin được kính chúc độc giả của báo Tuổi Trẻ một năm mới thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng và luôn vững tin, có những suy nghĩ thật là tích cực để chúng ta có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn và cùng nhau có một năm mới thật là hạnh phúc và yên bình. Đại sự như ý, an lành và dồi dào sức khỏe. Mạnh khỏe, yêu đời. Thật là bình an và hạnh phúc. Có thể chinh phục được nhiều ước mơ của mình trong năm nay để phát tài phát động và bạn sự như ý. Và Dương tin chắc rằng cái sự bình an ở trong tâm mà cũng như là sức khỏe tốt sẽ là một cái điều mà cho mọi người có một năm 2022 sẽ gọi là thành công rực rỡ. Chúng ta chỉ có thể bình an và khỏe mạnh thì chúng ta mới có cơ hội để thực hiện tất cả những cái điều mình mơ ước. Và cái điều mà Xuân mong muốn nhất là ai cũng có công ăn, việc làm đàng hoàng. Và đặc biệt chúng ta sẽ giữ sức khỏe, giữ 5K để bảo vệ cho chính bản thân mình và bảo vệ cho cộng đồng nha. Sức khỏe là trên hết, là năm nhâm dần tất cả mọi người phải rần rần. Mở lòng mà sống yêu nhau, cho bơi đi những nỗi đau trong đời, mình cầm tay nhé bà ơi, dìu nhau đi đến trên trời sáng tươi. Chắc chắn năm 2022 trở lên là những điều, một ngõ cửa ngõ rất là tươi đẹp đang chờ đón chúng ta. Cố gắng ơi, cố gắng lên, cố gắng lên. Năm hết Tết đến, mọi người hãy ra rạp xem Chìa Khóa Trăm Tỷ. Biết đâu năm nay 2022 mọi người sau khi xem Chìa Khóa Trăm Tỷ xong sẽ rước ngay trăm tỷ về nhà. Chúc mừng năm mới!